Chào mừng mọi người quay trở lại với Hà Luật Sư. Thì xoay quanh cái sự kiện những ngày vừa qua thì có rất là nhiều bác lớn tuổi rồi các ông bà của chúng ta tham gia vào việc là sản xuất các cái video trên YouTube. Nổi bật lên thì có các hiện tượng ví dụ như là bà Tân Vlog hay là ông Ba Vlog rồi bà Sáu và các bà vân vân và vân vân. Thì xoay quanh cái sự kiện này ấy, thì tôi có một cái vấn đề pháp lý mà muốn trao đổi với mọi người để cho mọi người có thể hiểu hơn trong cái việc là mình thực hiện sản xuất những cái video YouTube đó. Cái vấn đề chúng ta sẽ tiến hành trao đổi đây chính là cái việc nếu như một khi các bạn phát sinh doanh thu từ cái việc là sản xuất các video trên YouTube hoặc là các cái dịch vụ từ của Google thì cái mức thuế của chúng ta sẽ phải đóng là bao nhiêu? Và thứ hai á, trong trường hợp nếu như chúng ta không tiến hành thực hiện cái nghĩa vụ thuế đó đối với nhà nước thì cái chế tài xử lý của chúng ta như thế nào? Thì qua video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đầu tiên, căn cứ theo thông tư 92/2015 thông tư của Bộ Tài chính thì thông tư này quy định rằng nếu như trong một năm và cái việc là chúng ta sản xuất video, sản xuất các cái ứng dụng ở trên Google mà chúng ta phát sinh cái lợi nhuận là trên 100 triệu thì chúng ta sẽ phải thực hiện là đóng thuế cho nhà nước. Thì mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình thì cái mức thuế thu nhập cá nhân ở đây là 2% doanh thu và thuế giá trị gia tăng là 5% doanh thu. Về công thức tính thuế thì mọi người cũng có thể nhìn thấy trên màn hình thì công thức tính thuế của chúng ta sẽ là doanh thu tính thuế nhân với lại phần trăm thuế, nghĩa là nếu như trong trường hợp ở đây chúng ta đóng thuế thu nhập cá nhân thì là cái doanh thu của chúng ta trong năm thì chúng ta sẽ nhân với lại 2%, còn đối với đóng thuế giá trị gia tăng thì là cái doanh thu của chúng ta thu được ở trong năm đó thì chúng ta nhân với lại 5%. Từ cái mức thuế và công thức tính thuế này thì chúng ta sẽ có một ví dụ cụ thể. Ở những ngày qua thì các bạn là có nhiều người có các trang mạng đồn đoán rằng là doanh thu từ kênh Bà Tân Vlog thì rơi vào khoảng là 12.000 đô. Thì đối với cái mức 12.000 đô này thì áp dụng công thức này thì chúng ta có thể tính mức cái thuế ở đây ra có thể là Bà Tân Vlog sẽ phải nộp thuế cho nhà nước là rơi vào khoảng là 330 triệu đồng. Một cái vấn đề thứ hai mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó chính là nếu trong trường hợp mà cơ quan thuế họ đã gửi thông báo thì chúng ta nộp thuế nhưng chúng ta không thực hiện nghĩa vụ trên thì chúng ta sẽ phải nộp cái mức phạt của cái việc là chậm nộp thuế. Căn cứ theo thông tư 156 thì áp dụng từ ngày 1/7/2016 thì cái mức phạt sẽ là 0,03% nhân với lại là số ngày chậm nộp thuế mà nhân với lại số tiền chậm nộp thuế. Vấn đề thứ hai mà video cùng tìm hiểu, thế thì đối với cái trường hợp mà cơ quan thuế họ đã nhiều lần gửi thông báo thuế cho chúng ta để yêu cầu chúng ta nộp cái nghĩa vụ thuế cho nhà nước mà chúng ta không thực hiện thì trong trường hợp đó các bạn có nguy cơ sẽ bị khởi tố bởi hành vi là trốn thuế được quy định tại điều 200 của Bộ luật Hình sự. Thì điều luật này quy định rằng người nào thực hiện các hành vi sau đây trốn thuế từ 100 đến 300 triệu đồng hoặc là dưới 100 triệu đồng nhưng mà đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế hoặc là đã bị kết án về hành vi trốn thuế chưa được xóa án tích mà tiếp tục vi phạm thì sẽ bị phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc là bị phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Thì đối với điều luật này nó có rất là nhiều khoản mục, nhưng mà đối với cái trường hợp các bạn làm YouTube hoặc là làm các dịch vụ từ Google thì tôi chỉ đưa ra hai khoản mà các bạn có nguy cơ các bạn sẽ bị vi phạm. Thì cái hành vi đầu tiên của chúng ta có thể nhìn qua màn hình, hành vi ở đây là chúng ta sẽ cố tình không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ kê khai thuế, hoặc là chúng ta có nộp nhưng mà đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn hồ sơ khai thuế hoặc là đã hết hạn thời hạn gia hạn khai thuế nhưng mà chúng ta vẫn không thực hiện. Cái hành vi thứ hai là chúng ta sử dụng các cái hóa đơn, các cái chứng từ không hợp pháp để làm cơ sở tính thuế, cái cơ sở khai thuế. Cái mức phạt sẽ là tăng tiến lên với cái mức phạt tiền từ 500 đến 1 tỷ rưỡi và sẽ bị phạt tù từ 1 đến 3 năm trong các cái trường hợp sau. Trường hợp đầu tiên là chính là chúng ta phạm tội có tổ chức. Tiếp theo thì là số tiền trốn thuế là từ 300 đến 1 tỷ đồng. Rồi thì chúng ta thực hiện cái việc trốn thuế này từ 2 lần trở lên. Và nếu như trong trường hợp mà chúng ta trốn tránh cái nghĩa vụ nộp thuế với cái số tiền là từ 1 tỷ đồng trở lên thì cái mức phạt tiền của chúng ta sẽ là từ 1 tỷ 500 triệu đồng đến là 4 tỷ 500 triệu đồng hoặc là bị phạt tù có thời hạn từ 2 đến 7 năm. Như vậy thì trên đây là một số các cái quy định liên quan đến cái việc là trốn tránh cái nghĩa vụ nộp thuế từ doanh thu từ YouTube
hoặc là từ Google. Hiện tại thì cơ quan thuế đã có cơ chế phối hợp với lại phía ngân hàng trong cái việc là nếu như có các cái trường hợp khả nghi thì họ có quyền là trích xuất các cái tài khoản liên quan đến cái việc là thu nhập từ Google hoặc là từ YouTube. Chính vì vậy nên là nhà nước sẽ kiểm soát cái vấn đề chúng ta có thu nhập từ những cái nguồn từ YouTube và Google. Bởi vậy nên qua video này thì tôi hy vọng các bạn hiện tại đang có thu nhập từ YouTube hoặc là từ Google thì chúng ta sẽ mau chóng thực hiện cái nghĩa vụ đối với nhà nước để tránh trở thành tội phạm bất đắc dĩ trong trường hợp này. Cuối cùng thì các bạn, nếu như các bạn thấy video trên là hữu ích thì mọi người có thể bấm nút đăng ký để ủng hộ kênh. Ngoài ra thì nếu như mọi người có bất kỳ các cái câu hỏi nào liên quan đến lĩnh vực pháp lý và cần sự trợ giúp thì mọi người có thể gửi email cho tôi qua email đang hiển thị trên màn hình hoặc là qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Thì trong tầm hiểu biết của tôi thì tôi cũng cố gắng sắp xếp trả lời cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.